Ui dồi, có tí nước nào còn từ từ xem ạ. Không có. Mời cả nhà nhá. Với một cái khay tới cành dày thế. Ừ. Ui dồi, về gại chết. Ui dồi. Ăn một miếng to à, có bố sắn miếng khủng à. Ui dồi dày quịch. Ăn mấy miếng ớt nghe giỏi ghê nhỉ. Được đấy, miếng to vào. Thế. Đấy, lên lượt chú Nghĩa. Này này đu mà. Đấy, ăn thế mới sướng đời cả nhà, nhìn ăn thế mới khoái chưa? Búp rồi ăn mới sướng. Mời cả nhà nhá. À, đấy, anh đánh đông quá còn không có rơi ra được. Tuyệt vời, ăn nhanh nhanh không nóng không. Hello cả nhà, xin chào cả nhà ngày mới nhá. Mưa quá cả nhà. Hôm nay lại ra nhà Trần Sắn ăn tiết canh. Nhưng mà ăn nguyên là một đĩa tiết canh đang luộc thịt ở dưới bếp rồi. Ông ba đã xong rồi đó. Đi như kiểu điếc. Ăn lo rồi các ngây hết con người. Ăn lo ăn xong rồi. Đấy, đang mưa ấy cả nhà. Mưa to quá này. Hôm nay làm một đĩa tiết canh siêu to khổng lồ. Mình đang luộc thịt ở dưới đây, dưới bếp nhà bà Tươi đây. Hôm nay chỉ ăn nguyên tiết canh. Ở chỗ các bạn cũng có mưa, này mưa to quá suốt từ sáng rồi. Ui, hôm nay mình mua toàn thịt rồi, ra mua về để đánh tiết canh. Lồi cháo khổng lồ. Bếp. Mưa quá cả nhà. Nắng thì cũng chết mà mưa cũng chết. Nhà yêu nha. Đấy, số kiểm tra thịt chín nha, còn đây còn băm. Còn băm, à. Băm thịt để đánh tiết canh cả nhà. Cả nhà. Nước gừng hôm nay đánh vào nước gừng như này ăn cho nó sướng đời ta điền đấy, rót nước thì đã đủ chưa? Đấy. Đủ chưa? Đấy. Nước sôi nước gừng nhá. Đấy này, bổi của mình đây. Vừa băm xong đây, đẳng cấp chưa? Luộc ăn bổi này. Này Trần Sắn băm bổi biển đánh. À, nước gừng ăn cho là nóng này. Khuấy lên khuấy cho tan bị chính nha, khuấy tất cả cái này nha, ăn nha cho ngon, cho đảm bảo lạnh dạ kỳ luôn. Rồi mình tiếp tục mình đánh nhá. Bắt đầu biển đánh nhá. Cho caramel bằng Trần Sắn làm caramel hôm nay. Nóng môi. Nước nóng nha, nước nóng nước gừng đấy, bốc hơi ngụt chưa? Sáu à, anh một à? Anh nước nóng nước gừng như cả nhà nhé. Ăn nó hơi nó lành ra. Phải buổi giờ nó phải thế. Như ngày xưa tôi đánh nước để nguội được, nhưng bây giờ phải đánh nước nóng. Cái gì cũng phải nóng, bát đĩa nóng tráng hết. Bổi nóng. Đập nước gừng và ngâm trước đi. 50-50. Hôm nay Tiết đánh 1-1 rồi bà Tươi. 1-1. Còn nước của Tiết. Đấy, thế là đẹp rồi. Quá đỉnh chưa? Đẳng cấp à? Đẳng cấp của Tiết canh à? Tí đông là... Chỉ cần đông là được rồi, đừng không đông. Không đông là do lợn. Không nhanh đầm bố. Bảy ve là một đĩa này. Hơn cân thì đấy ông cả nhà ông đầm bố rồi ông Sắn. Đồng nhanh quá. Đồng rồi. Nhìn màu ra là biết là đồng. Đồng ngay. Không kịp giật luôn. Đồng ngay theo tay. Thư giãn. Chào buổi sáng đây cả nhà. Mời cả nhà ăn sáng với anh em mình nhá. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà nhá. Lâu lắm gặp các gương mặt thân quen. Năm ngoái hôm nay gặp lâu lắm vậy. Hết luôn nhá. Tự xử đi.
Cái xong 50 rồi anh Thành không nhận đâu. Bốc đây. Bốc nhỏ này. Bốc nhỏ này các bạn. Đũa bát có đấy mà không xài cứ nhón đi được toàn người nhà. Hôm nay ăn chủ yếu là mình chia sẻ đĩa tiết canh đánh nước nóng thôi nhé. Tiết canh của mình thì có thương hiệu chỉ bằng nước nóng thôi. Bổi ngon nước nóng có gì đấy. Ngon không? Hết rồi. Nâng chú Xuân chú hỏi. Anh Thành múc nước đấy, rượu hay gì đây? Rượu thì bằng nghề. Biết đâu anh hay ngáo ngáo lắm anh mới lần này đây cứ rót cốc nước dạ trước anh để. Đấy vào. Đấy vào là tinh vào không Thành này. Lúc ấy thì mình móc hồn cái tay móc. Nó đây. Bốc ra đi. Cái gì? Nóng nóng hổi tươi rồi ngon tươi cộng thêm sắn có nhiều người mới đầu nói cứ tưởng là bảo là trêu không phải mà thật tên chồng là sắn vợ là tươi sắn tươi trời lại sinh ra nhau lại gặp nhau lại thêm tải sắn thì còn sắn tươi xong sắn khô sắn héo sắn hà sắn rồ con này chạy chết đi ngon lắm cả nhà đúng là nồng nóng hổi vừa thổi quan vẫn sướng đời nhỉ ăn nó khoái lâu lắm mà anh em mình cũng gặp nhau làm cái nhỉ tiền lên đi ủa lên đất lâu anh em mình cũng gặp nhau anh em được anh em nhà cái ông giờ biết chết chết thì là đương nhiên được đương, ngày. Đương nhiên cho đang nhiên chọc mũi mà làm gì mấy năm nay mình được ăn sắn khô sắn nướng sắn luộc cắt nửa con dâu tất không cắt gì cả cắt đủ đầu bắt phải hết đấy xong tí nữa mặt lại đỏ như gà trọi nhắm mắt nhắm mũi nhớ đây sáng ngày là các chú bây giờ đi làm về cả nhà đấy là làm cả đêm làm công ty Bcom nha cả nhà nhé đấy mình cứ nói đúng là nhiều khi không nên giới thiệu bằng những công việc đời tư gọi là đời tư còn lòng ngon Bcom là lòng ngon dịch ra nhanh như thế là nhanh lòng ngon nhất ta lên trong đường dài. Nên nằm đi, phá tiếp. Rồi, mấy ông nằm và miếng nữa ăn thế thôi. Nòng kêu nữa còn miếng nữa thì thôi được nhưng mà để các bố còn bục cái bát canh này hơn 1 cân đấy các ông nội ạ. À. Hơn 1 cân bổi đấy để ăn. Ăn cho nóng. Mẹ phải đi không? Từ sao chào bác, chào mừng bát tiết canh gì đã được. Phá tiết canh là phải chào mừng phải làm chén đi được. Ngô khoai sắn của anh cú đi. Mạnh mẽ đấy nè. Tí tươi ta chết đấy. Hết khách ngay là tươi đang vả muốn búp vào đầu mồm. Đúng rồi, người bê người ăn đúng rồi, hay đấy. Tại nó nặng quá. Nặng quá. Bê. Có tí nước nào con từ từ xem nào. Không có. Mời cả nhà nhá. Với một cái khay tiết canh dày thế. Ừ. Đang nhận nóng. Đang tiện bê. Không ăn chay không? Bê. Đây này. Bê không à? Bê. Ngại chết. Thì cái cành đẳng cấp với cả nhà. Bánh quá dày luôn, khay đây đấy, hơn cân thịt đấy. Ăn một miếng to mà có bố sắn miếng khủng ạ. Dù dày quịch. Ăn mấy miếng ớt thì giỏi ghê nhỉ. Được đấy. Đó đến nơi Phát Thành đấy kìa. Được bê lên nhanh làm diễn đi. Làm miếng to vào. Ăn miếng to vào. Thế.
đấy, rồi đến lượt chú Nghĩa lại lại đua mà đấy, ăn thế mới sướng rồi cả nhà, nhìn nên ăn thế mới khoái chưa, mời cả nhà nhá. À, đấy anh đánh đông quá còn không có rơi ra được. Tuyệt vời, ăn nhanh lên không nóng không nguội hết. Vẫn đang nóng. Tôi không có bỏ đi thấy anh em. Đỡ nóng. Đấy, ăn đũa. Gắp. Đũa gắp mới đạt đẳng cấp. Anh em nhìn ăn nó lạ. Nói chung là nó chỉ là cái tiết canh thôi cả nhà. Nhưng mà cái bổi ngon và cái cũng nhón lên bốc 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 nhón lên. Anh ơi nhón lên nhón bay lên. Nhón như tình vậy. Tống đuôi vợ xong. Không cứ giống đi làm về ăn nó còn ngon. Nhưng cả nhà. Những miếng tiết canh như là chất lượng của cuộc sống thôi. Mày ăn mỗi lần kìa. Này cũng ớt cả. Đầu chọc nghe cũng ớt này. Ớt mày lấy ở rổ kìa thì cứ mà lấy của tao ra đây. Nhà cũng đầu chọc xong nắp bình vôi. Vợ vôi lên đầu. Vợ ngồi vậy hả? Vợ vôi lên đầu. Được thế nào chứ nhỉ? Bôi nhiều không không mặc tóc. Nhẫn đi nữa. Tiệt cảnh đồng lã đời. Nợ đời. Ủa mấy giờ mày uống đâu uống ăn mầm. Uống ăn mầm. Gặp ông sắn thì đúng là ông đéo uống được rượu đâu, cứ thế thôi. Đây chỉ có ăn thôi. Uống ăn cứ như kiểu là bị tắc bờ ao. Để giúp cái tiết canh ở bác đánh nó ngon quá. Nó hấp dẫn cái chỗ này thôi. Ừ. 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 Chết rồi, chết rồi. Anh Thành sống sống anh vào. Sống to đào mà. Từ dưới đào lên. Sung sung kiểu sung lật đút vào mồm đổ gấu đi ô tô. Ăn giòn ngọt đúng không? Đấy, ăn những cái cạnh nhai nó mà như giòn cọc như là gió xay xương, thịt ngọt, cụm giòn. Nhai kêu cũng cộc 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 cộc. Tết, vã, úp, bùm, đầu bóng nhảy. Đấy, lúc đó đấy, bôi nhiều đúng không? Tóc mọc tóc. Bôi nhiều không mọc tóc. Chú Xuân chứ gọi chú Nghĩa vì vợ bôi nhiều tóc không mọc nổi. Sống lâu rồi. Tự nhiên thôi nha. Trần sắn này ớt gác hết nhỉ. Ui dồi mấy miếng đấy ông sắn được. Hết rồi. Ông ăn 3 miếng hết mẹ cái tiết canh. Ớt này ăn sao? Đúng rồi đấy. Bà miếng là nằm miếng tiết canh đúng bằng một bát con. Một bát con. Đồ. Nếu ai hầu được. Cười chất thầy trợt. Uống đâu uống đi. Uống ăn cứ hãm đi. Hãm đi. Đúng là miếng tiết canh ấy bằng một bát rồi đấy. Bằng mắt con. Nào hãm lên nào, hãm 50 hay 100 nào. Ê đi, nặc thì bà có lườm đâu mà bà đang cười à. Kìa bà đang nghe răng bà cười đằng sau kìa. Nào cũng như nào. Mấy khi ăn hết anh, hết đi. Đấy. Sự thế này, hôm nay hôm nay rồi tí nữa vậy vào ngủ làm thở hổn hển không được bắt được chó đâu. Kệ bà. Bác Thành diễn ấy. Chó chiều nay nghỉ. Mưa này thì chó mới hợp. Uống cái này thì nghỉ. Uống này nghỉ à. Cái này chết tôi bà này mà mày cứ bảo ông ấy uống. Mắng mấy thằng cò. Chứ ôi chứ nghỉ. Đúng anh. Đúng anh đấy. Nói hay đấy. Hai anh em nhìn nói hay đấy. Rượu rồi làm gì. Chứ tóm lại là ai cứ chặt tay chết canh. Ủa cũng bốc mặn vào hết rồi mà ăn mạnh nó lên. Tiết canh có một hai. Thương hiệu tiết canh bổi ngon nhân giòn. Nhiều người ẩm nhưng mà mình à. Ẩm à thật. Ngon. Ngon. Ngon.
Xin chào các bạn nha. Xin các bạn xem tập sau nha. Kênh của Nguyễn Ngọc Biển nha. Hẹn cả nhà nếu sau. Cả nhà rất nhiều.